đang quay cái xi gồng phị 16 triệu của ông cái này. Đấy. Khoảng này thì bao giờ mà có tiền để mua cái đẹp để chơi. Anh cứ lấy đi, tôi vừa bán vào cái điện. Xi tay chuột 16 triệu. 16 triệu. Đây được. Đấy. Bông rằm rất kinh. Đấy. Đấy, cái gì đấy anh? Linh Sam à? Linh Sam này có nhiều tiền chung? Linh Sam 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Cái này 3 triệu rưỡi. Đấy, ôi cháu ốm ạ, không sơi được. Hò quá. Đóng rất rộng, để xem cái mặt sau phát. Dễ buồn rất ra mà. Buồng rất đều. Điểm nào cần dễ là có dễ. Tại toàn dễ chốt to ấy, chứ không phải dễ cám. Đấy. Ngày nào là con tận thôi. Giá ngày nào là con tận. Đó. Gọi nó đẹp hết. Đây là đẹp hơn biển. Nước này. Quay thẳng mắt trên rồi. Đấy, bóng rất đậm. Đẹp. Đi sang cũng đẹp. Đấy, cái xi này đẹp nhất chợ đúng không ạ? Đằng kia không có cây. Bên kia đây, dạo này hàng đẹp không có. Đi ấy hết rồi, đội Thái Bình với đi chơi hết rồi. Đằng này à? Ít. Đằng này ra đây vắng lắm. Đội Thái Bình với đi triển lãm hết rồi. Rồi, cảm ơn ông, để cho ra đây tí. Đấy, đi ông ơi. Đấy, đi vào. Hết hoa cái rồi.
đưa mình về là một giáo được không? Hết hoa anh này cắt đi lại bón đấy. Vào. Đấy, cái này thay chậu chú. Không, anh phải bón. Hết hoa bón, nhưng khi đã lên bụng rồi là không được bón. Nhưng mà nó chậu khác đi, chậu này sáng quá. Sáng cây, mua chậu xanh này xấu. Chậu cây này mấy chục triệu rồi. Đấy, cả cây cả chậu rồi là bao nhiêu tiền đấy chú? Khi mà nó lên xong là mình phải cắt đi thì nó lại lên tiếp cây. Đẹp. Cắt hôm nay chợ búa phải ảm đạm nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là chính xác. Đây là bán. Con nghe, con nghe này bao tiền chú? Hơn chục, hơn chục. Đang thế kìa. Kia là quê à? Năm điện đấy. Cái đề sao? Cái đề 4 triệu. 4 triệu. Cả đang bán đấy. À, cái ở nhà đấy. À đây cái hồng ngọc mai của anh. Vời. Cái này cũng vời. Vời. Đấy 150 bán đi em. À, của ai? Của vời á? Của Cường nào nhỉ? Bây giờ là mai à? Mai đấy, hồng ngọc mai đấy. Mai này không phải mai châu thủy, không phải vậy. Hồng ngọc mai đâu. Hồng ngọc đắt này. Đây rẻ đấy. Như một vườn hoa. Đúng không? Bên này nhiều hơn bên này. Cái cây này là của nó. Đấy. Chơi vừa thơm vừa có quả vừa hoa. Có hương có sắc. Rất đẹp, lá rất nhỏ. Rồi cháu ạ. Có nhiều loài nó ghép rồi. Ghép vậy. Ghép vào. Thế người ta nói là mà ghép được sao? Nó ghép vào đấy. Ghép được sống được thì cũng tốt sao? Chả biết con Cường ông nào. Qua đây hơi hẹp. Cao độ 70 phân đấy, từ mặt chậu đến ngọn 70 phân. Gốc thì to bằng ngón, cái thân, mỗi thân to bằng ngón tay cái này. Cây này rất hay, nhưng giá cả thôi. Nếu mê hồng ngọc mai thì lấy được. Hoa đang rất đẹp. Việc chơi và chơi bông tán đầy đủ hết rồi, rất đẹp. Đây, chân mẹ cũng đẹp.
hồng thơm quá nhỉ. Đẹp lắm. À, mua về chơi nhưng lại phải bán. Cái đấy bao tiền ạ? 200. Thơm ạ, đứng dài gần mùi thơm thơm. Thơm, cái hoa này có vẻ bền đấy nhỉ, hoa kiểu như hoa kép nhỉ. Cái xanh đẹp quá. Chúc ông đắt hàng nhá. Vâng, vâng. Đó đâu.